xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô trò chúng mình cùng chế tạo đĩa bay nha. Mà các bạn ơi, đĩa bay của chúng mình ngày hôm nay không phải bay trên bầu trời mà bay dưới nền gạch thôi nè. Cô đã chuẩn bị một chiếc đĩa CD đã hết sử dụng, một quả bong bóng, một nắp chai có lỗ thủng trên nắp. Cô Ngân sử dụng nắp chai của nước muối sinh lý nè. Súng bắn keo, mình cũng có thể sử dụng keo 502 nha các bạn. Khi thực hiện các bạn hãy cùng làm với ba mẹ nha. Thao tác thực hiện rất đơn giản, mình chỉ cần sử dụng keo dán cố định nắp chai vào giữa đĩa CD sao cho lỗ thủng trên nắp chai thông suốt với lỗ tròn trên đĩa CD là được nha. Bước sau cùng là mình sẽ thổi quả bong bóng này bịt vào miệng nắp chai. Cô Ngân đố các bạn biết đĩa bay của mình sẽ bay như thế nào nè. À các bạn ơi, đĩa bay của mình không bay mà đĩa bay của mình chỉ có chạy thôi nè. Công dụng của quả bóng là trữ một lượng khí hơi, sau đó thoát khí hơi này qua lỗ thủng nắp chai và hơi sẽ đẩy chiếc đĩa của mình chạy đó các bạn. Và bây giờ chúng mình cùng quan sát xem đĩa bay này chạy như thế nào nha. Hay quá phải không các bạn? Các bạn ơi, tốc độ của đĩa bay nhanh hay chậm là phụ thuộc vào kích thước của quả bong bóng. Ở đây cô Ngân chỉ có quả bong bóng nhỏ xíu xíu thôi. Bạn nào có quả bóng to hơn thì đĩa bay sẽ chạy nhanh hơn và được đoạn đường dài hơn đó. Bạn có trải nghiệm thật vui với đồ chơi của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.